Địch Đại Nhật Ba sở hữu khối tài sản cách xù vẫn tự tay giặt quần áo. Trong một buổi phỏng vấn, Nhật Ba từng thẳng thắn chia sẻ về vấn đề tự giặt quần áo của mình. Địch Đại Nhật Ba là nàng tiểu hoa đàn 9X đình đám trong làng giải trí xứ Trung. Người đẹp sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thần thái tinh nghịch, đáng yêu. Đây chính là điểm nữ diễn viên nhận được sự mến mộ từ khán giả và người hâm mộ. Trái ngược với hình tượng trong các bộ phim cổ trang, ở ngoài đời Địch Đại Nhật Ba là một cô gái tự lập và không muốn nhờ đến bất kỳ ai. Phượng Cửu chỉ là một vai diễn do tôi thể hiện thôi, tôi không phải Phượng Cửu, cũng không giống như hình tượng trong phim ảnh. Trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nữ diễn viên đã có hóa thân thành nhân vật Phượng Cửu, có tính cách ngây thơ nũng nịu và dựa dẫm vào đế quân. Cô từng chia sẻ đã tự giặt quần áo và làm việc cá nhân. Cụ thể trong một buổi phỏng vấn, mỹ nhân Tân Cương vui vẻ cho biết, nếu phải liên tục làm việc trên phim trường 3 ngày trở lên, thì tôi sẽ tự giặt quần áo ở khách sạn. Bởi vì từ nhỏ tôi đã ưa sạch sẽ rồi, không chịu được việc quần áo bẩn chất đống. Tôi không dùng dịch vụ khách sạn mà tự giặt. Tôi còn tự giặt một chiếc áo khoác lông vũ nữa cơ, cũng khá là vất vả. Thói quen và lối sống của nữ diễn viên trẻ đã khiến dân tình xôn xao bàn tán. Vì cô nàng tự tay làm sạch trang phục, dù là một ngôi sao đình đám sở hữu khối tài sản khủng. Cách đây 2 năm, cô từng chia sẻ chưa mua nhà riêng vì tính chất công việc di chuyển liên tục. Khối tài sản của Địch Đại Nhật Ba vào thời điểm đó được dự đoán rơi vào khoảng 200 triệu tệ, khoảng 653 tỷ đồng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.